trắng xinh, trà xanh nhã dưới sương mơ, cành xanh do thoáng đưa bướm bay đầy ngon, nắng trai đưa ngào ngà tiếng cười tình đôi gái trai, trời thu phú văn mây lụa đầu thôn, bạch hoa đường xanh nắng già, tiếng chim qua chung lá reo. Thôn của mình đẹp thế này, con gái của thôn Bạch Hoa xinh như thế kia, mà Tam Nguyên Tánh lại bỏ đi tu. Ồ, thật là đáng tiếc. Mô Phật, đạo lớn như đại địa, tri người như bụi nhỏ. Nè, xin nhị ca đừng lấy tâm mình mà xét tâm người. Nhưng mà... Chân ly như nước, uống như trà thơm. Ai khác nay uống, ai uống nay biết, thưa nhị ca. Không nhị tam tứ gì hết. Này, ta trọng đại ca của ta. Và đây, nguyên tánh ta cũng thương. Kỳ này tam đệ về thăm quê nhà là ta không cho đi tu nữa. Ta nhất định bắt tam đệ phải hoàn tốt, phải ăn thịt chó, phải uống rượu với ta. Vì chúng ta là... Nhị đệ, nhị đệ không nên nói đùa như thế mà mang tội. Ồ, có tội lỗi qua xong hết tội à. Mộc tử này không nói đùa. Mộc tử đã quyết, một là làm cường sông, hay là làm võ quan cho bạn bè cùng vinh hiển. Mô Phật. Tam đệ hãy mở miệng rằng Mô Phật. Mô Phật.
Ta chỉ biết mua thịt heo, thịt chó, rượu ngon gái đẹp, vì chúng ta là bằng hữu chung sống chung làng. Đã thề kết nghĩa cộng hưởng vui buồn, nên ta không đành tâm để đại ca mang thân, còn tam để thì đi tu. Mô Phật tu là học phá tâm bệnh lục tặc, chứ chẳng gì đói cơm mà nâng cửa từ bi. Ta bán tay lên ruốc cực khổ hơn người, nhưng ta thấy hạnh phúc và sạch hơn đời. Nghĩ để mơ làm quan là muốn trèo cao, nghe coi chừng té đầu. Ôi đời yếu thua mạnh được, em chán nghề lương thiện, đâu vui lầm than đổi gạo thân. Nhị đệ à, đời ai chen lấn mặt ai, ta nên vui chữ an bần lạc đạo. Ôi dẹp, đại ca lại nhiễm cái đạo sống của thầy tu rồi. Bần thì làm sao mà an, hết gạo thì làm sao mà lạc. Đời đã dạy em, muốn sống là phải mạnh, mà muốn mạnh là phải ăn thật nhiều, mà muốn ăn nhiều thì phải có tiền nhiều. Đây, rượu đây, thịt rừng đây, đại ca và tam đệ hãy ăn đi, hãy say đi, mời tam đệ. Mô Phật giảng tả lòng thương tưởng của nhị ca, nhưng bần tăng muốn nói. Thôi, đừng thuyết pháp nữa. Nhị ca, không có nhị tam tứ gì hết. Đây thịt ngon, đây rượu ngon, ăn đi, uống đi. Nhị đệ, đại ca không có quyền cấm em tỏ lòng thương yêu và lo cho bằng hữu. Nhưng mà không có nhân nghĩa gì hết. Một tử này khi đã quyết, chỉ có trời can, ta sẽ dùng sức ép thầy tu, tu đâu cho bằng tu tại gia. Này tam đệ, ta muốn em hoàn tục. Nhị đệ không có quyền bắt người làm thứ mình. Đạo bằng hữu là thương nhau và cộng hướng buồn vui. Tam đệ đang mê mình hãy gọi lại. Nhị ca mê muội lại nói người lầm lạc. Với sức mạnh giết cùng, ta bắt em phải vâng lời. Mô Phật, tiểu đệ sẵn sàng tuân lệnh nhị ca, ăn hết thịt, uống hết rượu kia. Tam đệ, có thể chứ? Thưa nhị ca, em chỉ chiều ý nhị ca với điều kiện. Tu mà nhiều chuyện quá. Điều kiện gì? Nếu nhị ca trả lời được những câu hỏi của em. Cái đó tốt thôi. Vì khắp thôn Bạch Hoa và cả những vùng rừng núi xa xôi kia, mộc tử này không phải chỉ gian danh nhờ võ nghệ và thần lực. Đúng, miệng lưỡi và tính ngang bướng của em, mấy cô hàng thịt hàng tôm còn phải ngán. Đại ca. Mô Phật, tiểu đệ xin hỏi đây, xin hỏi hằng ngày nhị ca đun củi bằng gì? Hỏi câu dư quá rồi, dĩ nhiên là bằng búa. Giết thú dữ bằng gì? Thì cũng bằng búa, nhưng là đôi búa tạ bằng xương bằng thịt này. Mô Phật, bần tăng biết nhị ca mộc tử có thiết quyền thần lực, nếu nhị ca giết vật dữ thì phải dùng gì? Thì ta... Nhị đệ nghe kỹ đây, vật dữ vô hình. Vật dữ vô hình. rồi, tam đệ nói cùng rồi, làm gì có vật dữ vô hình. Mô Phật, có chứ. Đó là sáu tên vật, là lục tặc nguy hiểm, cha đẻ của tam bành. Tham sân si lục tặc đó là tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý. Bần đạo ăn chay và đi tu là để hàng phục vật trong thân. Nhị ca muốn nuôi vật dữ để hại nguyên tánh này, thì tại sao gọi là thương? Ta... Hay. Thế thì nhị đệ thua lý. Cấm, không được đòi bắt tam đệ hoàn tục vì ăn mặn nữa. Ô đại ca, đại hỷ quá là diệu lý. Xin lỗi đại nhân đây. Lão già này đâu vô nè? Biết gì mà xí vô, biết gì mà diệu lý.
đi chỗ khác chơi. Xin lỗi quý bằng hữu. Ai là bằng hữu của ông? Ta không có bằng hữu với ông gì hết trơn á. Mộc tử này đang bực nè, chọc ta nổ nóng thì coi chừng đấy. Võ lâm cũng như thiền lâm, người không biết dằn kiêu khí thì dễ đi lạc lối lầm đường lắm đó trang sĩ. Mô Phật, đây quả là lời chỉ giáo của bậc đại hiền, xin giảng tạ. Không có giảng tạ, dẹp. Giảng tạ cái con khỉ khô. Coi chừng búa tạ của ta dung lên thì khổ đó. Lão già kia, đi chỗ khác chơi. Ta... Ơ kìa, tưởng là ai, hóa ra là quan thái sử. Sao? Quan thái sử? Chết cha rồi. Mô Phật, thật vạn hạnh. Dạ. Dạ, tên tiều phu này thật là thô lỗ. Mộc tử hãy mau tạ lỗi với đại quan đi. Dạ, mộc tử, dạ mộc tử này à... Không sao, xin thi mẫu yên tâm. Lỗi là do tôi, vì muốn biết nhân tình thế thái nó đang mặc như thường nhân. Vạn hạnh nên bất ngờ được gặp cao tăng. Xin thỉnh đại đức dời gót đến trần gia trang để chúng ta truyền đàm luận đạo. Vạn hạnh, xin cáo biệt ly mẫu, xin tạm biệt nhị vị, xin mời. Tạm biệt đại ca và nhị ca. Còn tôi, còn một tử này rồi. Củi thì ở lại với thang, tiểu phu thì ở lại với thằng bắn dạo. Nếu quan thái sử mời chúng ta cùng theo thì đâu có nói lời tạm biệt. Dạ, chúng tôi xin tiễn ngài. Ờ ha. Có lẽ đệ phải đổi tên mộc tử thành ra ngốc tử mới đúng. Ơ kìa, Hương Lan, con gái về. Mẹ, kính chào mẹ. Chào anh Hà Long, chào anh mộc tử. Hương Lan. Ôi trời, đẹp quá. Xin chào người đẹp bạch qua thôn. Quế, cái anh này kỳ quá à. Hương Lan, sao bữa nay con đi hái trà về sớm vậy? Dạ thưa mẹ, con về sớm vì bình minh lên sương, trái lúa vàng bạc bạc sương, ướt đẫm lên khắp cả vườn trà bướm lượn dòng len nhẹ tiền qua, cơn gió thoảng qua, lại động cánh qua, bướm mộng giật mình, dội vàng tung bay. Kìa, bữa nay con của mẹ nói gì mà mẹ không hiểu? Mẹ ơi, con muốn nói sáng nay bạch hoa thôn của mình sao mà đẹp, đẹp hơn tất cả những gì mà con thường thấy trong mơ. Mẹ ơi, con thường thấy trong mơ một trời hồng lung linh giữa sóng ngàn nhung lụa và một rừng hoa đẹp, đẹp muôn màu chìm lưng lửng với hồ trăng, có đèn sao lấp lánh giữa thuyền mây. Thôi, con gái của mẹ đừng nói chuyện mơ mơ mộng mộng nữa. Hương Lan con, dạ, con có thấy gì không? À, mấy con chim đó hả mẹ? Phải đó, đó là những cánh chim bay vội vàng sợ hãi vì giữa lá hoa tươi thắm có người nào rình rập dương cung định gieo tóc tan cho chim lành. Nhìn chim mà mẹ thấy bâng khuâng như lo sợ có điều gì không may. Mẹ ơi, có gì mà mẹ giận dữ lo sợ khi vườn hoa trắng thêm trắng màu xanh, khi vườn trà xanh xanh thắm một màu sông ngạt ngào hương đời âu ca. Mẹ lo có cảnh lá heo hoa tàn mặt đất bằng nổi dậy phong ba. Bác hai ơi, có một đoàn binh mã từ đầu thôn lầm lì đi tới. Có lẽ là một đoàn người đi săn, mà cũng có thể là ăn cướp rừng. Anh Hà Lâm, anh đừng có nói lang bang ăn cướp đâu giữa thời bình an. Con à, đời bà phải hết yên rồi tới loạn, hết ngày sang thì đến đêm đen. Cũng như đông lên thì thu tàn, đông mà tàn thì tôi chịu ế than. Nè, anh ban ế than thì tôi đây
sẵn sàng cho anh gửi nhờ trong bếp lửa cháy làng. Hương Lan, cô nói thì làm liền. Xin Hương Lan vui lòng cho tôi gửi nhờ vô bếp mới thang này. À kìa cháu Hà Lâm, Hương Lan nó nói chơi mà cháu giận à. Dạ không, không phải cháu giận, mà cháu nói thiệt đó. Dạ thưa bác, đây là mớ than cháu dành riêng cho bác để nấu trà. À. Dạ, nấu trà để cháu và các bạn cháu uống nữa. À, nói vậy à, để bác xin nhận cho cháu vui. Ừ, nói vậy để em vào trong em pha trà cho anh với mẹ uống ha. Đừng có đi đâu hết rồi nha, đi bậy con gái nó bắt đó. Ồ, cô này kỳ ghê. Ơi, ai biểu cháu có tật sợ gái làm chi, để cho nó chọc rồi mắc cỡ. Bác. Nghe đây, nghe đây. Nghe đây, nghe đây. Truyền cho chúng dân phải cúc cung cúi mặt khi danh chúa lâm hành. Nghe đây, nghe đây. Truyền cho chúng dân phải cúc cung cúi mặt khi danh chúa lâm hành. Nghe đây, nghe đây. Thật là phúc đức cho nhà ta, Hương Lan. Hãy mau trải chiếu rắc hoa để tỏ lòng kính thờ Minh Chúa đi con. Hà Lâm, dạ. Phụ với bác một tay nào. Dạ. Bác hai à, một tử mới mơ làm quan thì đã gặp vua, chắc là điềm lành. Mình phải rắc thật nhiều hoa trên chiếu. Ủa, thằng một tử nó thích làm quan lắm hả? Dạ phải, làm cận thần của vua. Rồi có ngày bác và Hương Lan phải trải lụa rắc hoa để đón mừng một tử. Ôi bác cũng mong có ngày đó lắm. Nhưng cháu đừng quên, người có nhiều tham vọng càng trèo cao thì càng té đau. Dừng lại, ta muốn dừng lại đây chốc lát để nhìn cảnh sắc hữu tình. Là tất cả tấm lòng thành của chúng dân đặt dưới chân thánh thượng bước nhàn du. Cảnh sắc thật hữu tình. Kìa, thảo trang ấy trầm mặc đứng cảnh giường quả trắng. Như tuổi già trăng tóc của ta ngàn đời lưu liên với tình xuân. Tâu bệ hạ, đây là Bạch Hoa Thôn, một thôn đẹp nhất có nhiều hoa trắng. Bạch Hoa Thôn. Kìa, một giai nhân. Nàng kia, nàng là ai? Dạ, kẻ quân dân quê hèn ngũ dốt. Nếu thánh thượng không chê lễ mòn, xin dâng lên thánh chúa chén trà chúc thọ. Hả? Chưa qua trải đường rồi, rồi bây giờ lại có trà chúc thọ. Được, được, trẫm nhận lễ. Truyền chỗ đó hãy bình thân. Dạ muôn tâu, xin cho kẻ hèn này được quỳ dưới chân rồng. Kìa, thánh thượng đã truyền, nàng không có quyền do dự. Dạ. Kìa, người đẹp Bạch Hoa Thôn sao quá khiêm nhường thủ lễ. Nàng, hãy đứng dậy đi. Đứng dậy đi để chờ trăm uống cạn chung mà. Trà chúc họ gác người hương rồi hãy kể cho đầm nghe có mây thư hoa màu xinh trắng lành. Trà có mùi hương kỳ diệu, uống vào lấy tâm thần quán lạc. Không ngờ ở Bạch Hoa Thôn mà cũng mới có trà tiên thơm lành. Thứ tha cho tôi chết vì không có chén ngọc bình.
Xanh ơi hãy cà ngon thì đâu cần bình vàng trên mà chỉ cần có bàn tay biết làm bốc hương say. Dạ muôn tâu. Nào, người đẹp hãy cho ta thêm một chén trà huyền diệu để ta mời quan thừa tướng nhấp thử một mùi hương. Tâu chân. Thừa tướng, ta mời quan thừa tướng. Xin đa tạ thanh quân. Thật là tuyệt diệu, tuyệt diệu. Quả là lời khen của một thiên tử. Muôn tâu, theo ngu ý thật không thể có một thứ trà nào ngon hơn được. Dạng tạ, tướng quan đã quá khen. Quá khen hay không đủ lời ca ngợi tài pha trà khéo léo của mỹ nhân. Cẩm ước ao làm sao? Nàng hãy cho bổn chức biết làm thế nào có thể được hương trà kỳ diệu ấy. Bẩm, tiểu nữ không thể nói được bằng lời bí thuật ướp trà của dòng họ Lý. Dòng họ Lý? Dạ. Làm sao cẩm con được mỹ danh của giai nhân dòng họ Lý? Muôn tâu, tiện danh là Lý Hương Lan. Lý Hương Lan. Lý Hương Lan. Tên nàng là cả một trời hương sắc mà quả nhân thường là rất chim bao. Giấc mộng hiền hòa với những khúc thần tiên mà nghe trăm luôn luôn làm kẻ mơ mộng tình si. Hương lan tên có hương sắc mơ màng ta nghe như vũ trụ quay cùng. Ta mong được là gió là trăng đầy để muôn đời làm bạn với hương lan. Muôn tâu, tiện nữ chỉ là vô danh thảo được sanh chốn sơn lâm quan gái thì đâu có chút sắc hương gì mà thanh thường phí lời khen. Ôi, dường như ta đã quên đường trở lại và cũng không còn nhớ mình là muôn tâu. Trời đã về chiều, xin thân thượng mau tiếp hồi cung. Rồi ta sẽ không quên hương trà của giai nhân vườn hoa trắng giả biết nàng. Xin lại tạ thánh quân. Thật là vinh dự cho mẹ con ta được nhìn tận mặt thánh quân. Mẹ dù chết cũng không ân hận. Mẹ ơi, nói mẹ nghe nè. Nãy con thấy ông vua đó, ông nhìn con á, cặp mắt kỳ quá hà. Con thấy hình như ông có vẻ gì. Đúng đó bác hai. Cháu cũng thấy nhà vua như có cái vẻ gì. Ngặt cái ông là vua khó nói quá bác. Sao cháu muốn nói cái gì? Cháu muốn nói ông có vẻ là chánh vì vương lắm. Trời đất ơi, thì Minh Quân là chánh vì Dương chứ vì cháu. Dạ không, cháu muốn nói Dương là Dương kia kìa. Dương là dê đó bác. Đúng đó mẹ con. Thôi, hai con, coi chừng quan quân còn lẫn khuất đâu đây. Nè, đừng có nói bậy mà đứt đầu nó nghe. Cà rụp nữa đây.
Dạ, già này xin cúi lại thượng quan. Lão bà đây là... Bẩm, già, già là hiền mẫu của Lý Hương Lan. Không hẹn mà lão bà đã chờ sẵn đây để nghe lệnh chỉ của đức vua. Lệnh của vua? Đúng, thanh thượng đã dỗ giả hồi cung, để rồi dỗ giả dừng lại cách đây nửa dặm. Lại trời cho mình rồng của thanh thượng được an lành. Không phải hoàng thượng dừng lại vì mệt nhọc, mà để lưu luyến Bạch Hoa Thôn, dịch thanh y đã được ghi trong lệnh chỉ. Tất cả hãy quỳ xuống nghe lệnh chỉ. Nhân mùa trăng, ba quan thượng vui hội để mừng cảnh thái hòa của non nước. Trẫm truyền lệnh cho đòi giai nhân dòng họ Lý vào cung, để triều thần văn võ có dịp thưởng thức mùi hương trà kỳ diệu, lệnh chỉ của khánh minh hoàng đế. Tôi nói có sai đâu, thiệt là chánh gì dương. Dạ dạ, dạ bẩm thượng quan. Bọn chức chỉ là một bầy tôi đã tuân lệnh để chờ một người biết tuân lệnh. Nghĩa là ngay bây giờ đây nàng phải nhập hoàng cung, vì đức vua đang tha thiết mong chờ. Chờ sai lại hương trà hồi xuân nàng đã kính dâng. Xin thượng quan thương dùm với đức trên kim thượng, con có mũ quê hèn đâu đáng được vào cung son đấy hầu hạ tánh quân. Một khi vua nghe đã chọn thì trời một ngàn đất cũng có đổi thay. Kia là tiểu hoa đang chờ sẵn dài nhân. Dạ, dập đầu trăm lại ngàn lại thương quá, xin dùm thứ hai bộ cành quá dài. Đã có chủ rừng xanh tàn rồi, thời mộng trong gió mưa cuồng loạn. Sao nàng nói thế có nghĩa là... Dạ bẩm, dạ tiện nữ là gái đã có chồng. Nàng đã có chồng? Dạ bẩm, dạ. Chồng nàng đâu? Dạ đây anh Hà Lâm. Đây mình lại thượng quan đi cầu xin thượng quan che chở đi chàng. Dạ bẩm. Dạ trăm lại thượng quan, ngàn lại thượng quan. Già này chỉ có một chút tay để lo việc nuôi dòng phụng tử. Nếu nay bị bắt buộc tấn cung thì dòng họ Lý ở Bạch Hoa Thôn, mai hậu hết đời trồng hoa trắng hái trà xanh. Bởi kính thờ minh chúa nên già này mới bài chuyện tiếp nghìn, để rồi rước lấy hoa cùng thông. Vậy mong thượng quan về triều ca tấu lại, mai ra thanh chúa đồng lòng, không nỡ chia rẽ đôi vợ chồng. Dạ, vợ chồng tôi mới cưới, cưới ngày hôm qua, tình đang đầm ấm thiết tha. Lẽ đâu một ông vua già đòi vào cung hầu hạ pha trà. Nếu vua bắt vợ tôi thì tôi tự giận, cho thấu tới ngọc hoàng giới thiên lôi. Thiên tử muốn là trời muốn, ngươi hãy gian ra. Dạ bẩm, tôi gian ra. Thượng quan, xin thượng quan hãy buông tha cho con tôi. Quân sĩ! Dạ! Xin mời người đẹp. Khoan! Nếu quan bắt vợ tôi sẽ... Đừng dài dòng, quân! Dạ! Ra tay! Trời ơi! Vợ tôi! Vợ! Con! Dạ. Con! Có ta đây! Giám nghị quan Trần Như Thị. Giám nghị quan Trần Như Thị là ta, mà sứ quan Như Thị cũng là ta. Lũ quan quân gian ác, các ngươi hãy xem đây. Trong tay ta có bảo kim trừ gian của tiên đế, kẻ nào có hành động vô phép ta chém bay đầu. Này ông sứ quan, trước đào sầm hương này ông nên biết giữ lễ và lựa lời.
nếu không thì không kịp hôi đó. Chính danh của ta là Trần Như Thị, nên ta muốn Như Thị ghi vào sách sử tất cả hành động của mi để đời sau soi xét. Chính mi là Ma Vương, đã đầu độc đức vua và biến đức vua trở thành hôn quân đâm say tự sát. Hoàng Thái Sử, ngài cho qua nghi thờ như thế, ông đừng quên, ông là người viết sử, nhưng xét duyệt sách sử là quyền của đức vua. Ông là giang nghị quan, nhưng ông chỉ được nói những điều mà vua thích. Như bảo kim từ giang của tiền đế trong tay, tôi nhìn nhận là ông có quyền chém tôi nếu tôi có hành vi phạm pháp. Nhưng tôi đoán chắc chứ ông là ông phải khuất phục trước một người. Tôi sẽ chém bất cứ người nào nếu người đó có hành động hại nước hại dân, vô luân trái đạo. Vậy thì tôi xin mách với ông, đây là kẻ phạm pháp có quyền cao nhất. Kẻ nào? Thiên tử. Trời, thanh thượng vạn vạn tuế. Sử quan là ông, mà giang nghị cũng là ông. Thật với cô, Tô Lai Kinh tầm vua để đòi vợ. Trời đất, bộ anh khùng hả? Anh nói đùa, nói chơi hay là anh nói giỡn vậy? Mệt quá, tôi nói thật mà, tôi đã quyết lòng đi đòi lại Hương Lan. Với tiền lộ phí là gánh thang này, tôi vừa đi vừa bán khắp đó đầy. Dầu rất khô, té mừng hay xa này, nếu thế thì anh sẽ đứng đầu. Một người vợ già đẹp xinh như con công thành ma si tình. Ấy, tôi làm đây là làm việc nghĩa, một là giúp người mẹ khỏi xót xa, hai là cứu một trinh nữ mặc hoa khỏi chết thủ trong cung với ông vua già. Hương Lan khỏi chết rủ trong cung với ông vua già, hay là anh sẽ theo ông theo bà? Cô Cúc à, tôi không sợ cho tôi, mà chỉ lo cho Hương Lan. Không biết hiện giờ anh lo cho nàng, mà biết nàng có nghĩ đến anh không. Anh đừng quên, thân phận của anh là thân phận của thằng ngốc bán than đen thui lem luốc. Đen thui lem luốc là than của tôi kìa, chứ lòng tôi thì vẫn thẳng ngay trong trắng. Xí, trắng xương chứ trắng gì. Coi kìa, cái cô này sao mà khi không lại rủa người ta, như chàng với thiếp, như bà với ông. Dù tôi có dạy có ngông thì quá. Người ta thương mà không biết à. Anh cứ mơ mộng Hương Lan, anh khinh tôi, có ngày anh sẽ biết tay tôi. Thương, yêu, yêu là gì cả? Mình với Hương Lan có phải là thương, có phải là yêu không? Có lẽ khi hai người yêu nhau thì như vàng thử lửa, củi vô lò, than tốt vàng thật thì gì rồi sẽ biết. Bây giờ ta phải tìm gặp Mộc Tử để cùng đi. Tàu thanh thượng, Phụng Hoa Đình đang thưa tiếng nhạc, im tiếng cười vì sự vắng mặt của thanh quân. Tại sao ba quan trời có mặt của Hương Lan mới vui cười,
tại sao âm nhạc cần có mặt của ta mới rộn ràng qua cung điệu? Muôn tâu, vì bệ hạ là đứng chí tôn vô thượng, là hào quang soi hạnh phúc trong tâm tưởng thần dân. Là đấng chí tôn vô thượng, là hào quang soi hạnh phúc trong tâm tưởng của thần dân, hay chỉ là xác vua mang một tâm địa thường dân đang ngược lối đi lần về đại vực? Kìa hoàng gia nghị, ta đã ra lệnh bãi chầu từ lâu rồi, sao còn đứng đó chờ ta như chờ đòi nở vậy? Muôn tâu, nhiệm vụ của thần là phải chờ, chờ đợi đến lúc nào mà bệ hạ thích nghe lời trung và lẽ thật. Lời trung lẽ thật? Ta đang mệt quá rồi, ta đã chán nghe những lời khuyên ngăn can gián của ông rồi. Là một đấng chi tôn vô thượng, nhưng mà bây giờ cuộc đời của ta đã xế chiều rồi, ta chỉ cần rượu ngon gái đẹp, có cái gì đâu mà khanh phải lo lắng cho mệt. Muôn tâu, nhưng bệ hạ nên nhớ, mọi quả lớn mọi bệnh tử vong bắt nguồn từ rượu ngon, nữ sắc và lời khen làm suy yếu dương kiều. Bệ hạ nên hồi tâm định tính, thường xa kẻ nịnh và gần tối trung, để tránh tai họa gieo đến cho thân quân. Tai họa nào mà dám đồng đến lòng nhà ta là đấng chí tôn, phải gìn đạo nghĩa nhân lương. Bệ hạ hãy trả con cho mẹ, trả vợ cho chồng, trả nghi qua trắng về lại với trà xanh. Thôi, ta không muốn nghe, ta không muốn nghe nữa. Ta cấm ông lặp lại những lời ông vừa nói đó. Muôn tâu. Thôi mà tâu hoài, nghề của ông là nghề ăn nói mà sao ông chẳng biết câu nói thẳng mất lòng lời thật khó nghe. Muôn tâu. Lại tâu nữa. Dạ vì hiện nay có nhiều nơi dân tình đói khổ vì sưu cao thế nặng, quan lại lẫm quyền. Nè thừa tướng. Dạ. Có đúng như vậy không? Dạ không đâu, làm gì có, mọi người no ấm mà. Nghe chưa, mọi người đều no ấm mà. Biết rồi, điều đó ta có nghe rồi. Tâu mãi. Muôn tâu. Thôi đừng tâu nữa. Nè, bày tôi trung thì phải dùng lời thật tuyên dương thánh đức, ca ngợi hồng ân và bài cuộc vui không dứt cho thiên tử hưởng lạc thú trần gian. Thừa tướng họ Đào ơi. Dạ. Ông quả là tri kỷ của ta đó nha. Dạ lâu rồi. Muôn tâu. Tâu mãi. Đình. Ta đi uống trà thưởng nguyệt với ba quan. Nè thừa tướng. Dạ. Thành có đi cùng với ta không? Dạ bệ hạ đi trước, chút nữa thần đến. Chúa thượng, ta không chịu thua, nhất định ta tâu nữa. Uống trà thưởng nguyệt hay uống vào tim hình ảnh một giai nhân Đào Mộng, con có thấy gì không? Thưa cha, con nhận thấy dường như... Không phải dường như mà chính đức vua đã mất hồn vì một thôn nữ có chồng. Và hoàng tử, người con yêu cũng qua si mê người đẹp ấy. Quả thật hoàng tử đang tìm đủ cách để chinh phục nàng và thờ ơ lãnh đạm với tình con. Nhưng cha khuyên con đừng sầu tuyệt vọng. Cha bảo con đừng sầu thế nào được, khi trước mắt con đã biến rồi một chân trời qua gấm. Giấc chim bao vàng son cung các tình nửa chừng, ngôi vương nữ của tình yêu và cuộc đời vật chất.
hết chờ con xây mộng đẹp ngày xuân. Ngôi dương nữ của tình yêu và cuộc đời vật chất con đã mất rồi, nhưng con còn có chỗ khác cao hơn. Thưa cha, Hương Lan kia sẽ là độc dược, sẽ là gươm bén để cha thi hành kế mưu ly gián. Cha, rồi đây cha con họ sẽ hiểu lầm nhau, sẽ ghen hờn nhau, sẽ giết nhau vì say mê bóng sắc mà quên bỏ ngai vàng. Cha, im, con hãy để mặc cha lo liệu. Kìa, Đức Vua đã trở lại. Hương Lan, chúng ta nên ẩn nấp. Thật là kiều diễm, giai nhân vườn hoa trắng. Tu bệ hạ, xin bệ hạ cho kẻ hèn này được trở về chốn cũ, nơi một người chồng và một người mẹ đang mòn mỏi đợi chờ. Hương Lan ơi, miền thôn giả thảo trắng hôi mùi cỏ, hoa dương vùng lắm tâm bồi quang sơn, là dây nhân hương sắc đẹp trời mơ, nàng phải sống giữa ngàn hoa dương vàng, nàng phải ngự trên những gì cao cả cho gót sen được bước lên nhung gấm. Nàng phải được ngủ say trong cung điện quý hoàng, cho hơi thở buông giữa hương trầm bát ngát, giấc ngủ phải say nồng trong ngữ quyển đẹp trăng sao, phải cười giữa khung trời gian thiên nhạc, phải chảy nước ngà cài trăm ngọc tắm hồ sen, ta như là nhánh phong lan cằn cội dân trố quá tươi thờ sức làm hẹp nụ quá cười. Dạ muôn tâu, Hương Lan ơi, nàng hãy nhìn kìa, trăng sáng đang soi lòng vũ trụ, dù tình trắng xưa tình trắng bạc tuổi trăng nhiều, trăng đã gieo hết tình trăng qua ngàn bên dân cô liêu, để rồi trăng vẫn lạnh vẫn riêng sầu một góc trời đớn quạnh. Muôn tâu, Hương Lan ơi, ta đã yêu nàng. Xin thánh quân hãy dừng lại nơi đây, đừng đem chuyện quân qua qua bước gợi tình. Thân ngàn này để cám ta một chết chứ không để qua lòng nở giữa mùa đông. Nàng ơi đừng đừng bao giờ có một đời mơ, ở đây chỉ có mùa xuân đẹp anh xuân, và tháng ngày tươi tắm không bao giờ tàn phai. Nàng phải ở đây dù nàng chẳng bằng lòng, như cảm hẳn ước mơ mà chẳng đẹp ước mơ.
xin bệ hạ chớ quên mình là đấng chí tôn vô thượng, phải tiên dình câu đạo nghĩa với nhân luân. Ôi trẫm tiếc được sanh là thiên tử, mà không được sanh muộn nửa đời người. Để gặp nàng vào tuổi mộng đôi mươi, cho trạng lứa đẹp đôi và đẹp ý. Bệ hạ, ta chờ nàng. Sôi quạnh làm mồ lạnh cho một cánh hoa đăng. Đây là hoàng cung sáng chói muôn màu. Qua đây là nơi mà ta thường mơ thấy trong giấc chiêm băng. Dạ thảo trắng hôi mùi cỏ, hoa dương bùng lẫm tấm bụi quang sơn. Là dãy nhân hương sắc đẹp trời mơ, nàng phải sống giữa ngàn hoa dương giả. Không, ta chết ông tơ bà nguyệt, sao chẳng khiến xuôi người thương chờ ta bên thềm ngóc. Là một hoàng tử trẻ trung, ta có mơ nhưng chỉ mơ được sống một cuộc đời cao sang tươi đẹp, chứ ta không mơ làm hoàng hậu cung son vắng lành cô liêu. Ta cứ sống giữa rừng hoang xanh lá, chớ không sống giữa ngàn hoa dương già mà chúa xuân cằn cỗi bay tàn. Qua tôi chỉ muốn trao tuổi cơ hàn, dù chủ vườn trẻ tuổi không tiền không bạc, không có lụa trái đường hạnh phúc, mà chỉ có trái tim son trẻ như hoa đầu mùa nở nụ bâng quâng. Lý Hương Lan xin khuyên nàng chớ vội sầu tuyệt vọng. Kìa, người là ai? Tôi là kẻ không được ông tơ giận lôi, nên thường trộm nhìn người đẹp khóc trái duyên. Tôi đang chờ nguyệt lão giải sầu riêng, như nàng đợi ông tơ sẽ lại chi. Người từ đâu tới lại nói tơ với chị, khi lòng tôi trăm mối ngẩn ngơ sầu. Lòng sợ như liễu cành nổ khô, đào hoa bay chẳng nỗi mộng lẻ đâu. Lời ai nói ý tha, tình dương vẫn say nồng. Lòng ta luôn khá khao mùi tình đường qua. Mong chiều xuân chỉ lo rời khỏi nơi đây
đừng ở đây mà mang quà. Nàng ơi, quà sẽ đến với tôi rất chậm, vì vua cha muôn thuở khó giết con. Sao? Người nói thế, người chính là... Là hoàng tử của vương gia. À, hoàng là tử? Là nô lệ của tình nàng. Hoàng tử? À, thì ra... Không, không thể được. Hết rồi. Chưa hết. Nàng ơi, đời bao nhiêu mong, còn bến mơ là con đò mong ngược dòng. Tôi sẽ là cánh bướm xót qua chiều. Hoàng tử, trời ơi, tôi đang mơ hay tỉnh? Chúng ta đang tỉnh trong mơ. Đang tỉnh trong mơ. Hoàng tử ơi, xa chi một cánh hoa tàn, dòng đời lạc trôi mà khách chung tình tia tưởng đến đổi cho kiếp qua thêm đau lòng xót xa. Lòng tôi là một trời tơ duyên, không ai ngăn được tình trắng gửi vào đêm tối. Bao la mịt mùng để nàng thấu rõ lòng ta cao quý. Ta muốn hy sinh để nàng hiểu ta yêu nàng bằng một mối chân tình. Ta sẽ mãi yêu dù dù phụ vương ta có căm giận đến đoạn đành dứt bỏ tình con, ta thề phá vỡ lòng sâu cứu chiến sanh khỏi eo môn cuộc đời, để ngoài xa rồng chân trời có đôi chim nhỏ xa chơi rừng. Ta chỉ ân hận nếu khi nào không được sống vì mộng chết vì yêu, ta sẽ chết trong dần mòn tê tái nếu phải nhìn qua đẹp khóc trong đường hoa. Liễu xanh sầu cảnh cây già che bóng cả, và chim xanh của rừng xanh ủ rũ giữa lòng sâu. Thảm nào hát ca để hầu hạ một thời.
nàng ơi hãy tin tưởng, chờ chờ lên đò mộng sang bờ sông yên. Hoàng tử ơi, em lo sợ. Em ơi đừng lo sợ. Em ơi đừng lo sợ. Hả? Kìa, đau móng. Thật không ngờ, không ngờ hoàng tử mà có lòng kẻ trộm, muốn cướp đi vật quý nhất của cha mình. Nàng hãy im đi. Nàng từ đâu tới? Tôi đã bước ra từ trái tim của hoàng tử, và cũng quá hiểu lòng lang dạ của một cô gái có chồng. Tôi tất cả đều hèn, hèn đến độ cuồng ngông, như kẻ tôi mắc lần mò đi tìm đao phủ. Lát nữa đây hoàng thượng đến, tôi... Nàng muốn gì cứ tâu lại, đừng phí lời hăm dọa kẻ đang yêu. Đang yêu? Đang yêu hay đang phản bội? Tình ban đầu của một tiểu thơ và tình cuối của một lão vương gia. Hoàng tử ơi, sao hoàng tử đành lòng gây chi cuồng phong bão tố? Dù bão tố trùng dương, dù bão tố thời gian dù không bên, trùng dương có mênh mông cũng không làm chuyển lai được thuyền mộng, căng bườm liễu bằng tơ mộng đôi lòng. Cứ mơ đi, mơ đến khi nào trần gian tắt đắng. Còn nàng, bà, xin bà đừng trách canh quá bà phước trong phút giây trôi dạt bên bờ xa. Hiện tại tôi là thân ca chậu chim lòng, xin phép cho tôi được vào trong. Hoàng tử, nàng đừng nói ra đây một tình yêu bị ràng buộc bởi tham vọng của cha nàng và ý muốn của phụ vương tôi. Hoàng tử, xin hoàng tử đừng chà đạp tình yêu của một người con gái bằng tiếng phũ phàng của một kẻ muốn bước sang ngang. Sang ngang à? Nàng ơi, chẳng phải do tôi đem tơ lòng trói buộc như nàng. Tại sao nàng lại trách hờn tôi? Câu bội phán với chữ tình chung, ái tình không thể xây trên lý tình ham muốn kẻ khác. Chuyện riêng tôi với nàng chỉ là một chuyện ngai vàng mà thôi. Hoàng tử đừng buông ra những lời xúc phạm một người à. Dù rằng cha tôi có tay đấm dấn bờ cao, nhưng lòng tôi đây sai yêu với lòng tha thiết chung thủy. Nếu không thì chuyện này trên thanh chúa tức thì sẽ hay. Kẻ nào dám nổi trong cấp báo hoàng cung Lâm đại biên? Dạ muôn tâu, có hai người dân quê, họ có điều oan ức không biết tỏ cùng ai, cho nên ông ở suối người ta nổi trống báo động phải không? Ông sao nhiều chuyện quá. Thôi được, cho vào. Tâu dân. Kìa, Hà Long Trang, vợ chồng con lang à? Dạ, tôi là Hà Lâm. Dạ, tôi là Mộc Tử. Xin cúi đầu ra mắt thanh quân. À, tên này... Dạ. Và người này... Dạ, muôn tâu. Dạ, Hà Quân chính là chồng của tiện thiếp đó. Ta miễn lễ, nàng hãy bình thân. Dạ. Dạ, còn hai thằng tôi sao đây? Dạ, ngươi ha. Dạ. Cũng bình thân luôn. Đội ơn chúa thượng. Này, anh bán thằng kia, anh đến đây để xin bạc vàng hay châu báu hả? Hay, khả khen lắm. Không hẹn mà hoàng tử con ta lại có những ý nghĩ và câu hỏi giống ta. Trước triều thần ba quan văn võ, ta cho phép mi lên tiếng. Nhà ngươi muốn xin những gì? Thưa với ông vua cha và ông vua con, thằng tôi đến đây là để đòi chứ không xin. Anh Hà Lâm, trước mặt thánh quân anh chớ nên ăn nói hồ đồ mà phải tội. Này vợ của anh có làm gì đâu mà phải tội. Anh hỏi em,
vua đã bắt vợ của anh, anh biểu ta chớ có gì đâu. Mà em lại hâm chồng em, anh lỗi bổn rụng dò đứt ruột, là muốn đưa vợ về quê nhà cho bà già. Ai cho phép đi vào hoàng cung khi chưa có lệnh của ta? Tội kia đáng thanh thay để làm gương, xin cúi lại trên thánh hoàng tha tội cho kẻ quê mùa. Chẳng hiểu gì lúc triều đình thiệt ngàn qua xa ngàn là ngàn, tôi hỏi thánh quân chớ khi thánh quân bắt vợ tôi, có ai cho lệnh đâu mà ngài bắt đại? Nếu vua trả lời, tôi xin dân thủ gấp. Ta dạ muôn tâu đức vua. Đức vua là người của kinh kỳ xa hoa lộng lẫy, mà sao đức vua lại không có tình không có nghĩa? Trong khi lũ tiện dân của núi rừng thôn giả chúng tôi lại sống có nghĩa có nhân có tình có lý, và cũng biết đạo nghĩa của con. Là vợ chồng yêu nhau nửa bước không rời, thế thì làm giả nào đức vua lại nhẫn tâm cướp vợ, bỏ chồng mồ côi với nỗi nhớ niềm thương? Kẻ dưới thì học người trên, dân thì soi đức vua hiền quang trung. Con trời mà dạy ác hung, coi chừng lửa loạn bừng bừng dâng cao. Muôn tâu, trước những lời thẳng ngay và chân thật, kim khẩu của bệ hạ ngập ngừng, là chính tâm của bệ hạ đã thấu được y dân và lòng trời. Vậy xin bệ hạ hãy truyền dương lệnh, trả hương lan về cho trà xanh hoa trắng. Sao? Trả lý hương lan về cho tỉnh bán thang hèn hạ kia? Không, không thể được, xin phụ vương. Coi kìa, không hẹn mà gặp, dường như chính hoàng tử sợ mất hương lan hơn là đức vua. Ta thế nào? Xin hoàng tử chớ vụ buồn lo mà bộc lộ ý tình quá sớm. Đào Sầm Hưng này đã có cách giữ lý hương lan ở lại với hoàng cung vĩnh viễn. Sao? Quan thừa tướng... Sao? Quan thừa tướng... Coi kìa, trước đức vua, xin hoàng tử hãy cẩn trọng, khéo giữ gìn ý kiến và niềm riêng. Thật không còn nghi ngờ gì nữa. Không ngờ con của ta cũng quá say mê hương trà của giấy nhân dương quả trắng. Và tâu phụ vương, sắc diện và ánh mắt của con, chúng đã nói tất cả với ta. Ta không ngờ lẽ ra từ lâu ta phải cấm ông vua con đến những nơi mà người đẹp Bạch Hoa Thôn thường ẩn khuất độc. Chết rồi, lại thêm một ông trời con thương vợ của mình. Trời ơi, mẹ kiếp. Nè, đại ca, lại cái sự đời. Hai con đực một con cái, hai con nhái một lỗ chân trâu. Im! Nát đầu! Tại sao nhà ngươi dám ám chỉ vua và hoàng tử là hai con vật tranh nhau một con cái, hai nhái bầu chết chung lỗ chân trâu? Ông... Cầm! Bị nạt nữa. Tên này dám giả giờ để lớn tiếng khi quân, võ đao quân! Muôn tâu, tội khi quân là tội đang bêu đầu, xin bệ hạ hãy kiếp gọi võ đao với lệnh truyền trảm quyết. Xin cảm ơn hoàng gia nghị, lần đầu tiên trong đời đây là câu nói duy nhất mà ông không nhầm đả kích và lên án Đào Sầm Hưng tôi. Này thân thừa tướng có tấm địa ma dương kia, hãy nghe cho rõ. Ta khuyên vua kiếp hạ lệnh cho võ đao trảm quyết kẻ khi quân. Nhưng kẻ khi quân không phải là chàng mộc tử có lời ngay lẽ thật kia, mà chính là Đào Sầm Hưng có tâm địa gian tà sâu hiểm.
Làm quan mà chỉ biết lệnh vua hại chúa, chứ không nhớ gì đến tiền đồ của nòi giống, an nguy của trăm họ và mạng sống của dân lành. Ông tâu bệ hạ, đây mới chính thị là kẻ phi quân phản chúa. Họ đào gian ác kia đang đưa bệ hạ vào mê cung tuyệt lộ, làm người quán quỷ dẫn thần hờn vì quá luôn điều giặc dữ trong thân. Thôi đi, sử hoàng đừng thuyết pháp, chính vì ông mà công chúa phải thì cầu. Xin nhắc muốn trị quốc an dân, bệ hạ phải có lòng ái dân tôn pháp trọng nhân. Muôn tàu cổ dân diệt pháp kinh nhân, là ngày bệ hạ tự rước quả vào thân. Khá lắm, ông tự khoe mình là có lời trung lẽ thật. Vậy tôi xin hỏi ông lấy gì chứng minh Hà Lâm kia là chồng thật của Lý Hương Lan? Ta có lòng ái dân tôn pháp trọng nhân của ta làm chứng. Như thế này là người cùng thôn với Hà Lâm và Hương Lan, xin làm chứng hai người là vợ chồng mới cưới. Tâu bệ hạ, xin bệ hạ cho ngu thần được thi thố tài năng và bày tỏ lòng trung nghĩa, truyền dẫn nhập nhân chứng. Kìa, cô Cúc, trời ơi, lại có sự đời eo le treo cẳng ngỗng rồi. Nàng thôn nữ tên Cúc kia, dạ, hãy nói lên lời trung lẽ thật của nàng thì sẽ được trọng thưởng. Nói đi, nói to lên cho triều thần dân võ cùng nghe. Dạ muôn tâu tiện nữ đây là kẻ cùng quê với người đẹp vườn hoa trắng, cùng tắm nắng gọi xuống nơi miền thôn giá, cùng hái trà xanh để ướp ngọt. Đôi nguyên kia không phải là tình nghĩa vợ chồng, mà sự thật là chàng bán thang ngu ngốc, chỉ đóng vai chồng hờ vì đã yêu trộm Lý Hương Lan. Trước bệ rồng xin thưa thật với thiên nhan, tiện nữ cũng trễ chuyến đò ngang từ lúc đóng vai chồng già, rồi đêm đêm khóc thầm bên mái lá vì lỡ yêu người chồng già của Lý Hương Lan. Lui, khá khen lắm. Quan thừa tướng họ Đào, ông quả là tri kỷ của ta. Dạ từ lâu rồi. Muốn tấu, ông còn muốn tấu trình cái gì nữa? Hãy trao trả cho ta bảo kiếm Từ Vạn của tiên đế. Tấu dân, xin kinh dân chúa thượng. Này quan thừa tướng, có mặt trước mặt văn võ ba quan của triều thần, kể từ hôm nay ta giao cho ông bảo kiếm Từ Vạn cho quyền tiền đảm hậu tấu. Xin đa tạ thánh thượng, thánh hoàng vạn tuế. Liền sanh cầm đôi vợ chồng giả kia vào ngục tắc chợ lệnh của ta, còn số phận của sử quan ta trao quyền cho ông sanh sát. Bãi cầu. Trời, trời cao lắm, ở đây chỉ có ta thôi. Sử quan, thầy hoàng tử, hoàng tử đang đi tìm giai nhân vườn hoa trắng có phải không?
phải. Tôi muốn đi giải thoát cho nàng, nhưng không biết thừa tướng họ Đào đã sanh cầm nàng và chàng bán thang ở ngục nào. Nè, hoàng tử kha nên thận trọng, coi chừng rơi vào bẫy của ác nhân. Tôi không sợ chết, tôi phải cứu Hương Lan và giải thoát cho thầy, vì thầy là người đã dạy ta viết những chữ đầu tiên và câu nhân nghĩa đầu tiên. Ân sư đã mất tất cả là do ân sư chỉ quen nói lời trung lẽ thật. Đào Sầm Hưng đã học làm bảo chúa, Cấm Như Thị này dùng bút mực, nhưng lão vẫn viết được lời tâm quyết này để trao cho hoàng tử. Hả? Lời tâm quyết ân sư đã viết nó? Những lời tâm quyết này của lão đã viết bằng đầu ngón tay với máu của mình trong quyết hoàng. Vậy hoàng tử hãy nên giữ kỹ trong tâm, vì đó là lời can gián của một trung thần. Kẻ này đang chờ nghe lời vàng ngọc của bậc đại hiền. Lời khuyên bảo cuối cùng của lão thần là xin hoàng tử hãy mau mau tỉnh mộng cuồng si, vì người đang chờ kế vị ngôi trời với sứ mạng trị quốc an dân, lập công đức cho người người ghi tạ. Hoàng tử hãy dọn mình hiến dâng cho đất nước, không quyền sống cho lẽ mòn nghe con riêng mình. Lão thần khuyên hoàng tử nên đánh xa vực thẳm lưới tình, quả đang chờ chính là Lý Hương Lan, người đẹp của vườn hoa trắng. Lý Hương Lan, người đẹp bạch hoa thôn, ôi một thôn nữ tuyệt vời, nay hiểu ra là gái chưa chồng thì lòng tôi càng yêu say đắm. Lão Dương gia và hoàng tử cả hai đang đắm chìm trong một cuộc yêu đương mù quáng. Ôi trường quyết lệ rồi đây sẽ diễn ra giữa thâm tình khổ tử. Yêu sai lầm là ích kỷ, là vô minh, là tự mình gieo tai họa cho mình. Từ ngàn xưa có biết bao nhan sắc yêu kiều đã làm sụp đổ uy quyền của những vị vương đế, thì hôm nay hoàng tử đừng để cho đời ngạo nghệ tiếng bia truyền lưu lại đến ngàn sau. Hoàng tử, hoàng tử, Đào thì tướng đang dẫn Hương Lan và chàng bán thang đi giữa hướng này. Chúng ta hãy mau ân mặt, đêm nay chúng ta sẽ đến đây giải thoát cho nàng và cho lão sĩ quan. Hoàng tử, Mộc tử, dạ, hãy đưa hai con mồi vào ngục thất. Tâu dân. Đừng có lo, ngươi đừng lo cho Hương Lan và đại ca của nhà ngươi. Ta sẽ trả tự do cho cả hai trước giờ màn đêm buông xuống. Ta chỉ mượn họ làm con mồi cho cái bẫy mà ta đã giăng ra để chờ sập xuống. Nhà ngươi đã là thủ hạ trung thành của ta, thì ta sẽ ban cho chức trọng quyền cao. Hãy theo ta. Tạm biệt đại ca. Mộc tử. Anh Hà Lâm, anh Hà Lâm, anh có nghe không? Đây chỉ là cái bẫy mà quan thừa tướng giăng ra để chờ hoàng tử. Làm sao bây giờ? Làm sao báo tin cho hoàng tử bây giờ? Tôi yêu chàng,
tôi lo sợ cho chàng. Hương Lan, coi kìa, sao anh có vẻ buồn như vậy? Anh đang hối hận vì muốn cứu tôi và chịu liên lụy vì tôi phải không? Tôi đang lo cho Hương Lan. Lo cho tôi? Phải, tôi muốn khuyên Hương Lan là dù sao thì hoàng tử cũng có số Dương Tôn, hoạn nạn gì thì rồi cũng sẽ có ngày tiên nữ rồng mây tụ hồi. Anh này bữa nay mày đặt văn quá hoài ha. Nè, đêm hôm qua nằm ngủ trần ở trong ngục đá, anh có lạnh không? Tôi là mạng than, mạng than thì đâu có biết lạnh cô. Tôi chỉ lo cho cô thôi. Tôi khuyên cô đừng buồn, tôi hứa sẽ liều chết để đòi vua trả vợ giả, phải không? Tuyệt vọng rồi anh à. À, mà sao mãi đến giờ này anh vẫn gọi tôi là cô? Anh gọi tôi là em đi. Em à? Cô nữa à? Cũng cô nữa à? Tôi đâu xứng đáng. Có gì mà anh nói không xứng đáng? Trong thời gian qua chúng ta chỉ giả bộ là vợ chồng thôi mà. Phải, giả bộ. Coi kìa, sao anh lại buồn nữa? À, tôi buồn đấy là buồn cho hoàng tử. Anh á, em nhìn thấy hình như anh á, như là người đang nằm mơ vậy á. Anh nói gì em không hiểu gì hết trơn hả? Tôi muốn nói, có kẻ không hiểu, hoàng tử đã yêu trong tuổi khô, nói không thành câu mà im lặng cũng nghẹn ngào, quên cũng sầu mà yêu trong tuyệt vọng cũng khổ đau, biết ngược gió nhưng cũng mãi để hồn bay vơ gần. Anh quả thật là người tốt bụng. Hoàng tử chưa ban tặng cho anh gì mà anh cũng thương cũng lo giùm hả? Tôi thương hoàng tử vì hoàng tử là cành vàng lá ngọc, là kẻ mới đáng được yêu, mới đáng được sống cõi trần gian này. Còn anh, bộ anh không đáng sống hay sao? Không, tôi chỉ là giống chim hèn, là loài quả đen đáng chết. Chết cho chim phượng chim loan hòa đôi liền cánh, cho liễu xanh hoa đẹp được cười tươi trong vườn thượng quyến. Anh nói tôi muốn hy sinh vì một cánh hoa đào, một cánh hoa đào tươi thắm đang đợi chờ và cao các tình trăng. Tình trăng của mặt trăng cao vút chính tầng mây, có thằng cuội nghèo ôm gốc cây đã chờ trăng soi sáng ngàn qua, chờ qua lời lạ với tình trăng mà khóc hàng duyên ngang trái. Anh Hà Lâm à, bữa nay anh có vẻ mơ mộng khác thường lắm. Trời ơi, anh nói gì trăng qua mà em không hiểu gì hết trơn hả? Anh Hà Lâm, tôi nói hoàng tử là mặt trăng và Hương Lan là bông hoa đẹp, còn Hà Lâm chỉ là bông tối của rừng xanh lạnh lẽo hoang tàn. Bông tối cần phải biến đi cho mặt trăng soi sáng mơ màng, cho hoa thơm hương sắc thắm, cho hoa cợt cười lơi lạ với tình trăng. Rồi đây trước mặt vua tôi chỉ là người chồng hờ, lỡ yêu người dở dàng, quyết
quyết liều chết đòi vợ vì duyên nợ của tứ hoàng và mộng đẹp của Hương Lan. Anh Hà Lâm à, sao bữa nay anh tử tế quá vậy? Anh chỉ lo cho người khác được hạnh phúc, còn anh không mơ ước cho mình được gì sao? Tôi chỉ muốn chết, chết để quên những tích xưa mộng mị, những chuyện tình không có thật ở trần gian. Nào là chuyện thằng bán thang nên duyên với tiên nữ, chuyện nàng công chúa yêu đứa chèo đò quê dốt lang thang. Và cô à, đẹp nhất là chuyện trong nữ yêu tử hoàng có cung vàng điện ngọc. Tôi là cỏ dại rừng quang, người ta dùng để lót đàn mà đi, thân nghèo sống nữa mà chi, sống chi cho bị người đi trên thân hèn. Đại ca, một từ ta trả đại ca của nhà ngươi cho nhà ngươi đó. Đi đi, còn Hương Lan, Thọ Tước, nhà ngươi phải đưa Hương Lan vô một nơi bí mật mà ta đã dặn. Nhớ canh chừng cẩn mật, mất ngang thì nhà ngươi bay đầu đó. Tuân mạng, xin quan ngài thượng tướng hãy yên tâm, mời người đem. Hương Lan, đại ca hãy theo tiểu đệ. Hoàng tử, Hương Lan, nàng ở đâu? Nguy rồi. Quang, hãy về bắt thích khách cho ta. Thanh thượng gia lâm. Có chuyện gì? Dạ muôn tâu, có gia nhân phá ngục cướp tù đã bị bắt và xin thanh thượng ra ngoài sắm xét. Hả? Còn Hương Lan, người đẹp bạch qua thôn ái nương của ta đâu rồi? Dạ muôn tâu, xin chúa thượng hãy tra hỏi gian nhân. Gian nhân là ai? Dạ muôn tâu, dạ thần không dám nói. Tại sao không dám nói? Dạ, kẻ gian phá ngục cướp tù không ai khác hơn là... Lại! Dạ là hoàng tử. Hả? Hoàng tử con ta, Tô Phụ Vương. Cầm, xin hãy nghe con nói. Mi không được quyền nói, nhưng con muốn nói. Ta muôn tâu, xin thanh thượng hãy nghe kẻ tội đồ này tấu trình sự thật. Sự thật. Ta lão, với tội đồ thì làm gì có sự thật. Hãy câm miệng lại. Muôn tâu, xin minh chúa ban cho như thị này ân huệ cuối cùng. Trẫm. Muôn tâu, đây là bức mật thơ mà hoàng tử đã đánh rơi khi giao chiến. Hãy đọc cho ta nghe. Tâu dân, hoàng tử kính mến, muốn làm minh quân trước hết và trên hết, tiểu thiên tử và tiểu thiên tử nên sớm diệt tam bành là tham sân si, trừ lục tắc là nhân nhĩ tỷ thiệt thân ý, sử quan trần như thị. Hả? Này sử quan, có phải những lời lẽ khó hiểu và những ẩn ngữ đó là của ông phải không? Muôn tâu, đó không phải là ẩn ngữ mà là diệu lý duy thức của Phật môn. Lão, ai cho phép ông gọi hoàng tử là tiểu thiên tử và dạy hoàng tử là minh quân khi đức thánh thượng đang còn tại vị và khỏe mạnh? Dạ. Muôn tâu, thôi, ta đã chán nghe ông tâu rồi. Tâu mãi, tại sao trong ngục tù mà ông vẫn ham làm quan gián nghị? Dạ muôn tâu. Thôi, rõ ràng ông và hoàng tử
đã dùng mật ngữ để thông đồng. Ông giúp hoàng tử khi chúa để lên ngồi, sau khi trừ lúc tắc khứ tam bạch. Thưa tướng, tham sân si là ám chỉ bệ hạ, lúc tắc là ám chỉ sáu trung thần. Thật là nhà ngươi đã dùng nước lạ khuấy nên hồ. Ông quý gì mà lại muốn hãm hại tôi chứ? Muốn tu chính ta là tai mắt bệ hạ, mà quan ấm thật là mũi lưỡi nếm vị mùi. Âm mưu trừ khử tất cả quân hầu là các người muốn đầu độc đức vua. Chỉ đi, sử quan bác thông kim cổ hắn sẽ có mưu sâu thì muốn tạ. Tô phụ vương chính thừa tướng đầu sầm hưng đang dâng mưu sâu kế độc để hại người. Thôi ta thật cả một lũ dốt ngu vô đạo, ếch giết sâu lên chẳng thấy mặt trời. Thấy trắng nói đen trong thượng tướng gà, kẻ tâm mù làm sao trị nước chẳng dân. Tâu phụ vương, cầm, nghe ta hỏi, người giấu hương lan ở nơi nào? Nói mau! Tâu phụ vương, con thật sự không biết hương lan ở đâu. Con cũng là người đang đi tìm. Con đi tìm võ đao hay là ngục tối? Muôn tu. Thôi, nếu con không tu tội với ta thì sẽ phải cung khai với chích thiên và dịch đá võ đao quân. Tâu bệ hạ, xin bệ hạ rộng dung tha tội chết cho hoàng tử nhất phen lầm lỡ. Quan thừa tướng xin tội cho đứa con bất hiếu vô luân. Cấm vệ quân phổ vương, hãy giam hoàng tử vào cấm ngục. Muôn tâu, cấm phổ vương. Mi không phải là con ta, đứa con từ lẩu nướng cửa Phật chiến tống pháp trường đã khua động tiễn một đầu rơi. Mô Phật, tâu phụ vương, con xin thành tâm nhận tội đã cả gan lén vào ngục xin thê mạng anh con, dơi cầu mong đem hết máu trong tim tươi tắt lửa quan hờn đang đốt thiêu tình quyết nhục. Quyết nhục, quyết nhục, thậm kém thậm giết một thứ tình quyết nhục đã làm cho một quyết nhục phải nhói đau. Là con mà có thể cướp lẽ sống của cha thì kiếm phép nào biết thương gì ai mà dung thứ. Tâu phụ vương, không phải con là người đã cứu thoát và giam giữ hương lan. Thôi cầm đi, ta chỉ cần nghe mi nói lời thú tội và chỉ cho ta người quốc sắc ở nơi nào. Nếu không, hãy cấm miệng và đợi gươm đáo xuyên lòng ngực chứa buồn tim đầy tham vọng. Mô Phật, xin phụ vương nén căm thù dân tức mà lắng nghe tham vọng đang cuồng dậy lòng mình. Tội nhân chính là nhục dục thất tình ẩn trong cõi vô hình, đi vào lòng phụ vương. Sự đằng tội đời ta khao khát một tình yêu, mơ hương sắc cành trời diệu cho đời bất cô liêu. Giờ đây không mi còn nữa vì con ta đành cướp lẽ sống của ta rồi. Ôi gan ruột rối bời, tim đang rì máu tươi. Phổ vương, đây một chén trà đổ vỡ thành những mảnh dùng tan tành, là nhà bấy nhiêu cực hình
đang dành sẵn cho mi. Mô Phật, Tâu Phụ Vương, con muốn chết dưới tay cha. Để cha yêu thế nào là đắng hối hận. Khi cha giết con, tôi giết Chúa. Anh giết em, chồng giết vợ cũng vì một bóng sắc điều phiền ai ơi. Để giờ đi sông căm thù vẫn cao trong lòng ngực, lửa căm thù bùng dậy đốt tâm ta. Rồi muốn lấy máu con mình làm cho sống lặng lửa tàn bằng một cách sai lầm. Tạ mê tối vì đầu tạ không ánh sáng. Nếu muốn khỏi rơi đầu thì kẻ tội đồ chỉ cần tạ ánh sáng lại cho ta. Xin phụ vương đừng vì sắc phù du tình giấy mượn mà làm cho mất lối trở về cõi bất diệt, không phiền lụy đau thương. Không, ta không cần trở về cõi bất diệt khi thiêu giai nhân và sắc thân. Bóng hình mau cằn cỗi, nhưng nếu phụ vương cho qua là quy thì xin phụ vương hãy giết con đi, giết con đi để nghe tim nói gì với mau, hồn tay gì trong thế giới căm thù. Giết con đi để tình con thành bài học răng đời, hồn con thành một bài kinh sám hối, để đêm đêm phụ vương tụng niệm mà nghe tình thiên nhiên sống lại giữa thiên lòng. Diệu Linh em, xin phụ vương tha tội, con xin tự tay cởi trói cho anh con. Ta cấm con. Xin phụ vương hãy giết con. Ta sẽ giết cả hai. Diệu Linh, em hãy giang ra. Không, em phải cởi trói cho anh. Đồ nghịch tử, dám trái lệnh của ta. Chết. Trời ơi, cánh tay em tôi nhuộm đầy máu. Phụ vương đã không nỡ giết con. Quân đại nghịch, ta tha chết nhưng vĩnh viễn từ bỏ chúng bay. Đi, hãy đi cho khuất mắt ta. Ta cấm chúng bay trở lại hoàng thành. Phụ vương, vâng. Hãy đưa hoàng tử rời khỏi hoàng cung lập tức. Phụ vương, đi. Xin cầu nguyện cho phụ vương sớm ra khỏi mê đồ. Thế là ta đã thành công. Đã đến giờ đào sầm hưng này lên ngôi báo để trị vì thiên hạ. Tất cả đã phản bội ta, chỉ có thừa tướng mới là tri kỷ của ta thôi. Tri kỷ của ta ơi, Đừng bỏ ta cô đơn nha. Dạ thần bao giờ cũng là tri kỷ của bệ hạ. Chết ta rồi. Phản tắc, ta đã nuôi ông tay áo
không đúng mà ta đã giấu dao trong tay áo. À! Hãy đưa xác nó vào trong, hãy đưa Diệu Linh về tỉnh thất, giải nạp hoàng tử đến đây cho ta. Ngai vàng đẹp quá, mấy chục năm ở gần mà chưa bao giờ được sờ tới. Bây giờ mình bước lên thử coi nó có gì lạ không. Sao rung quá vậy nè, thôi bò lên cho chắc ăn. Êm quá, mát quá, quy quyền lớn quá. Thánh hoàng giảng giảng tôi. Dạ ơn các quan bãi chầu. Thôi, ta không đi đâu hết, ta ngồi lại đây, lộng lẫy quá. Ôi, sung sướng quá. Cha! Thất khách, thất khách. Cha, cha sợ à? Sợ chứ con. Hồi trước khác, bây giờ khác. Đi đâu đây? Cha, cha ơi, rồi đây hậu thế sẽ nguyền rủa cha là nịnh thần phản tặc. Đào Mộng con nên vui mừng với cha chứ. Cha là Tân Dương thì con là Tân Công Chúa đang đợi chờ một tương lai phò mã. Không, không, con sợ làm con của cha lắm. Mãi đến bây giờ con mới hiểu cha. Chính tay cha đã biến hoàng cung này trở thành một trường quyết lễ. Dạ, con cúi đầu xin phụ vương tha tội. Nghe vàng đã thay đổi chủ rồi. Hả? Trời ơi, phụ vương ta đâu? Đồ phản tặc, ta thề sẽ lấy máu. Thần cá chậu chim lòng, hoàng tử nên cấm miệng và chờ ta ban cái chết. Trời ơi, ta không ngờ Hương Lan đã trở thành độc dược gươm bén để cho cha con nàng thi hành kế mưu thấp độc. Ta thề kiếp sau sẽ rửa hận, hãy giết ta đi. Phải, ta phải giết mi để trừ hậu hoạn võ đau. Cha, cha ơi, nếu cha giết hoàng tử thì con sẽ quỷ mạng nơi đây để cha hiểu, để cho cha hiểu lẽ sống của đời con không phải là cung son điện mà nó là bóng hình không tước vị không ngôi vương. Nó ngự giữa tim con khi lòng yêu dậy sông ban đầu. Cha say mộng để vương thì cha hãy chiếm lấy ngai vàng, cha hãy chiếm riêng cho lòng cha tất cả những gì sáng chói cõi gian. Nhưng con lại cha, con xin cha hãy thương con, hãy cho con một chút hương đời thay trong mưa gió và để lại trong vườn lòng con một chiếc lá. Đào Mộng, ta truyền lệnh cho con hãy vui lên, hãy để lòng mà tưởng mơ một tương lai phò mã. Cha, cha ơi, tình yêu là phép màu giữa những hồn yêu không ngôi thứ. Con hãy im đi, ngôi cao cha đã chiếm thì hậu hoạn cho phải trừ. Cha, tại sao cha không đuổi chim tanh ra khỏi rừng tanh thơ mộng, để ngàn đời chim không bao giờ còn dịp trở về thăm cảnh cũ và làm bần chúa giang sơn. Xin cha hãy đuổi chàng đi và hãy đuổi con đi, đi thật xa xa đến cuối chân trời góc biển, nhớ đôi chim nhạn bị trời đài đánh ở nơi mờ mịt
sẽ không là mồ lạnh của đứa con. Chỉ cầu xin cha một ân huệ sau cùng. Được rồi, cha sẽ chiều ý con. Quân! Dạ. Dẫn hoàng tử ra ngoài thành cởi trói và phóng sinh. Hoàng tử, chờ em. Kìa, đào móng. Hòa tướng. Dạ. Hãy cho đòi mộc tử cho ta. Tuân lệnh. Dạ. Mộc tử tôi và đại ca tôi xin ứng hầu. Mộc tử, nhà ngươi có muốn lập công đặng ta ban cho chức tước để anh em cùng vinh hiển không? Dạ muôn tâu. Vì cho điều đó thì kẻ này từng ước mơ và rất muốn từ nhỏ đến giờ. Vậy thì nghe cho rõ lệnh của ta truyền, nhà ngươi hãy đuổi theo, đâm mù mắt hoàng tử cho ta, rồi cả hai sẽ ta thưởng mang trọng hậu. Muôn tâu, tôi dạ xin tuân mạng lệnh quân vương. Còn nữa, sau khi đâm mù mắt hoàng tử kia rồi, nghĩ vị quan hải đến tận nơi cửa chùa của công chúa Diệu Linh rước Hương Lan hồi cung. Rước Hương Lan về cung nội để làm chi vậy? Để cho ta hưởng thú trăng hoa. Đã là con người thì ai cũng phải có tham sân si. Ta cũng thèm khát lắm chứ. Ta không thể quên bóng sắc và vị hương trà của giai nhân dùng hoa trắng. Tôi, Hạ Lâm tôi xin phụng mạng Tân Dương. Những tên nghèo khó và quê hèn, tất cả đều tham tiền và mê bóng sắc. Xin tạ ơn trời đã ban cho ta ngai vàng và tối thần trung. Nối đôi trời ly biệt của chúng ta. Không có chúng ta mà cũng không có ly biệt. Nàng hãy về đi, đừng lẩn vẩn cạnh tử thần, đừng theo dõi một anh thép đang chờ pha máu. Ta muốn giết nàng. Hoàng tử, hoàng tử còn chần chờ gì mà chưa chịu xuống tay? Xuống tay đi cho một trái tim đau thôi nhỉ. Cho tình rơi đất lạnh biến thành hoa, cho hồn yêu mơ thành trăng sáng không nhà, để dõi theo người trong mong, và để mãi mãi được ngâm thầm say đắm yêu mơ qua ánh buồn, soi đường diễn khách khi lệ sương rơi nhiều đông đầy trên mắt môi. Nàng đừng đem gió trăng gợi tình ta, khi lòng ta thành một bài ca ma. Ta chỉ mong một ngày mai phục hồi nghiệp đời. Hoàng tử, chàng ơi
nàng hãy về đi. Ta muốn tìm gặp một người. Chàng muốn tìm gặp Hương Lan phải không? Em chưa kịp báo tin cho chàng. Chính cha em đã cho người cứu Hương Lan và đem đến sanh cầm nơi tịnh thất của công chúa Diệu Linh. Hay lắm. Ta phải tìm đến đó để giết nàng. Vì nàng mà một đế nghiệp tan hoang, vì nàng mà một ngai vàng nhuộm máu. Chính nàng, chính nàng là độc dược gươm bén. Ta phải giết nàng. Hoàng tử, hoàng tử, hoàng tử chờ em. Chết rồi. Vì quá phản quốc, hoàng tử sinh ra cuồng tâm mất trí. Chúng ta phải mau mau hành động để tránh nguy hiểm cho Hương Lan. Thật, làm quan giống như thiên lôi, cực hơn thằng ở nữa. Em đã chán làm quan rồi, mà vì đại ca em hành xử đúng theo mưu mẹo mà chúng ta đã bàn tính. Hiền đệ nên bình tĩnh. Điều bí mật phải được giữ kín cho tới giây phút cuối cùng. Nếu không, nếu không đại ca sẽ không còn đầu để tái ngộ với giai nhân Dường Hoa Trắng phải không? Mộc tử, nói đi đại ca yên lòng. Em đã ngầm giúp sử quan vượt ngục để mưu đồ việc lớn. Mưu đồ việc lớn. Sự đời thiện ác đáo đầu chung hữu báo mà. Nhưng trước hết ta phải tìm Hương Lan. Sao mà anh đến có một mình? Anh có gặp hoàng tử không? Hoàng tử sai anh đến đây phải không? Nguy lắm rồi Hương Lan. Em mau theo anh rời khỏi chỗ này lập tức. Nguy lắm rồi. Cái chuyện gì mà nguy mới được chứ? Chuyện thừa tướng cướp ngôi, vua bị giết, hoàng tử thì điên cuồng. Thừa tướng Tân Dương đã hạ lệnh cho Mộc Tử và anh đâm mù đôi mắt của hoàng tử. Trời! Trời ơi, anh đã đâm mù đôi mắt của hoàng tử. Không biết đây là mộng hay thật, mà tôi nghe rõ lời nói đau thương. Đón tình trường sao cứ mãi vắng vắng. Hương Lan nghe tôi nói. Đi đi đừng thương tiếc, từ đây chia rẽ đôi phương. Mà nàng không hiểu được sự thật phải dấu che có bài giải bây giờ. Thôi đừng bài giải, loài răng độc ẩn dưới mặt quan. Lánh nàng
đừng ở lại đây mà nguy hại. Tôi chẳng đi đâu, thề sống trên bên chàng. Hương Lan ơi, ở lại đây nàng không chết vì tay thằng bản thang ngu ngốc, mà nàng sẽ được chết vì người yêu cành vàng lá ngọc, mà nàng mượn trái tim nó để làm cầu khi bắt qua bến hẹn cùng nhau gặp gỡ giữa cung. Tôi là một con vật đáng thương, đang mang ấp giữa đàn, không bao giờ được cởi mở mà còn bị hành hạ chẳng chút xót thương. Tôi đã làm ơn mà mắt quang, tôi nói tiếc mà chẳng ai tin. Tôi đã làm một người chồng già tận tụy hy sinh, và thầm mong cho Hương Lan còn vẹn ân tình. Anh Hà Lâm, số kiếp gì lại quá gian truân, cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao, anh theo tôi làm gì thế mang khổ lì. Hương Lan ơi, tôi xin được vì ai mà vương mang khổ lụy. Tôi chấp nhận khổ đau để đêm từng đêm tơ tưởng chuyện tình yêu mong mị xa vời. Tôi biết tôi là một kẻ khổ nghèo và xấu nhất ở trên đời. Xấu từ bên ngoài mặt mũi, xấu đến lòng dạ bên trong. Tôi là một kẻ không đáng sống, dù là sống chỉ để sát hại qua cho người yêu hoàng tử, và lấy máu tươi qua cho qua tươi qua đẹp, rồi qua lá lơi cười cợt trong lá xứ bình vàng. Nói vậy nghĩa là tôi là thằng ngốc bán tan nghèo nàn, tôi không xứng đáng với ai cả, không xứng đáng với ai cả. Hà Lắm, em đã hiểu anh với tấm chân tình cao quý mà anh đã dành sẵn cho em, đáng lý em phải giang tay cúi đầu đón nhận. Nhưng khi tay vườn lòng em chỉ có một nụ hoa đã trao về cho bướm mộng, thì còn hoa nào để đáp tả tình anh. Hai ta như hai kẻ lữ hành đang ngược sống trên chuyến đò xuôi ngược, với tay vết ánh trắng trên dòng nước thì mấy kèo của làm vỡ đi trăng vàng. Lắm tha lỗi Hương Lan, người yêu quê mới từ đây anh không còn là hoàng tử nơi cung cát. Điện ngọc cung son nhâm nhung đều tan nát, bảo vật bên chàng chỉ còn lại lý Hương Lan. Wow! Yeah! Hãy dây chặt tin tức của Diệu Linh cho ta. Đó, Hương Lan tin tức chưa? Trời nguy rồi, bọn phản loạn. Đi mau theo tôi. Hãy đem hoàng tử đến đây. Dạ. Tại sao đã tha ta mà còn bắt lại? Vô lễ. Hãy gọi ta bằng thánh thượng. Không bao giờ. Mày là thằng phản chúa. Cho đến bao giờ mắt ta còn sáng, chân ta còn đứng vững, ngày đó ta sẽ giết nhà ngươi. À, vậy thì tao chỉ cho mày đứng chứ tao không cho mày sáng. Cảnh tức. Dạ. Móc mắt nó cho ta.
nói nó lại. Trời chết ta rồi, mắt ta chúng đã đâm mù cả đôi mắt của ta. Trời ơi, sư quan đâu, quần thần của ta đâu, ai cứu ta? Mi đã mất cả rồi, đừng thét vào vô ích. Trời, hoàng tử, hoàng tử đào mộng sao con chưa chịu hồi cung? Cha, cha tàn ác lắm, vậy mà cha đã hứa với con, cha đã lừa dối con. Cha lừa dối con gì? Cha thương con, cha không muốn cho con phải chứng kiến cảnh đau lòng. Nào ngờ hoàng quân tí quài dịu lên phải không? Dạ. Em đâu rồi? Em đâu rồi? Em hoàng quân, em hiền của ta. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, xin cho con chịu đau đớn thai anh con và chúng sinh trong tam đồ khổ. Ôi phổ vương ngai vàng sắc đẹp, tất cả đều tan theo ánh mắt anh mà biến thành màu đen tối. Nguyệt không gian đầy mưa gió đang chờ anh, địa ngục đang chờ anh. Hoàng tử, đào mộng con hãy giang ra. Quân, hãy đưa công chúa trở lại cung son. Mà tội nhân không phải là một con người bằng xương bằng thịt nhiều tội lỗi, mà là một u tối linh hồn. Một linh hồn từ lâu nặng chữ oán hờn, lạc trời mơ không bến đò mà cũng chẳng biết về đâu. Trời đời con phận bạc, con chỉ mong được sống trong tuyệt vọng vì lẽ sống của người con yêu. Nhưng sao cha lại nợ giết người con yêu để đời con không còn lẽ sống? Nào thì cảnh giới đó, trần gian chính là địa ngục của người thế gian nhiều nghiệp chưa. Đừng nói nhảm, ta là vua, ta có thể làm ra địa ngục chứ không phải ở trong địa ngục. Phải, cha là chúa tể, cha có quyền sanh sát trong tay, nên cha mới sát hại người con yêu mà chẳng chút đau lòng. Cha là vua, cha có thể làm ra địa ngục, nên cha mới vội vàng ban cho con một tương lai địa ngục cõi trần gian. Cha không là vua mà cha đã trở thành là bảo chúa. Cha đã là cha mà cha sống không trọn tình cha. Cha sanh ra con, cha chưa cho con hạnh phúc, nhưng cha đã cướp rồi của con lẽ sống. Cha tạo ra con bằng tình thương, cha nỡ giết con bằng bạo lực căm thù. Con, sao con nói giọng như quán hờn cha? Phải, con quán hờn cha, con không muốn là con của cha nữa. Phật, đời là bể khổ mênh mông, là buổi chợ không tàn của người đời tra giấy nợ máu. Nợ máu ai dây ai phải trả, mà đời dây đã khách qua đường, mà qua thơm ngát tình hương phân, phải nhường
đời khóc vương sương. Tu Phật tên Hoa La Trần Gian còn khốn khổ vì gió bão trần gian, thì con người vô minh làm sao tìm ra cội, từ đâu nước mắt chảy về đâu, kết lại làm chi dạng vui sâu, kết lại làm chi niềm thương cảm để tôi khổ đau và yêu mãi người mộng ban đầu. Đào mộng con? Không, không, con không phải là con của cha nữa. Con không thể có một người cha mà đòi nguyền rủa là kẻ cướp ngôi thi vua. Đào mộng, đào mộng. Trời ơi, ta đã mất con ta rồi. Tô Thanh Thượng. À, mi. Con ngài đã bỏ ngài, tất cả đều bỏ ngài. Nhưng còn tôi, dù đôi mắt tôi không còn ánh sáng, nhưng tôi có thể làm tri kỷ của ngài được chứ. Biết xưng hô Thánh Thượng, cử chỉ đó cũng đủ là tri kỷ của ta rồi. Dân tri kỷ. Mi sẽ là tri kỷ của ta. Tri kỷ chó. Mắt nhà ngươi. Mắt ta vẫn sáng để nhìn thấy cái dạ tâm của tên phản chúa. Hai tên cẩn thận của ta đâu? Tại sao? Tại bọn này là thiên lôi, không nỡ đánh người ngay mà chỉ thích trừng phạt loài gian ác. Nhưng nào quả này? Bẩm vương gia, Hạ Quan và Trung Thần đã dẹp xong nội biến, xin thỉnh tiểu thiên tử hồi cung để làm lễ tôn vương. Tân vương vạn tuế. Vạn vạn tuế. Ta xin cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người vì ta mà trừ tên phản chúa. Khi về triều, ta sẽ phong chức tước để thưởng ban. Còn Hương Lan, tâu tân vương, việc bỉnh trị an dân mới là điều quan trọng. Còn tiểu nữ là thứ dân hèn mọn, có xứng đáng gì? Xin cho tôi được trở về với mẹ để chung quán trà xanh. Nếu có dịp nào rỗi rảnh ghé ngang, xin tân vương uống với chúng tôi chung trà xanh miền thôn già. Ơ có kìa Hương Lan. Bệ hạ đừng đi theo vết xe cũ. Minh quân phải trị nước an dân bằng đức ái dân lòng tôn pháp. Xin vương gia hàng phục muôn lòng bằng cách. Thưa thầy, trước hết ta phải làm gì? Trả người đẹp về cho vườn hoa trắng. Tôn ý lão quan Hà Lâm Mộc Tử, ta xin tạ ơn hai vị ân nhân của ta. Hương Lan, nàng hãy đến đây, ta xin trả nàng về với vườn hoa trắng cho đẹp tình trọn nghĩa với chàng bán than. Đội ơn tân vương. Hà Lâm, anh đây. Bây giờ thì em đã hiểu được lòng anh. Hiểu rồi thì sao? Thì vợ chồng giả sẽ thành vợ chồng thiệt. Ôi hạnh phúc quá. Hoan nghênh, hoan nghênh. Đại cát đại hỷ. Em đã chán làm quan, chỉ muốn làm vua không ngay trong lòng mấy cô trinh nữ ở Bạch Hoa Thôn.